xe khách tông ghim đầu vào ụ bê tông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương. Xe khách 16 chỗ vừa đến trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương thì bất ngờ tông vào ụ bê tông bảo vệ trạm. Cú tông mạnh làm hai người trên xe bị thương. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn, khoảng 5 giờ ngày 13 tháng 8, xe khách 16 chỗ bác sĩ 65B-006-37 chở nhiều hành khách, lưu thông trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương theo hướng thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang. Khi xe chuẩn bị vào trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa thì bất ngờ tông vào ụ bê tông bảo vệ trạm. Sau cú tông mạnh khiến đầu xe 16 chỗ ghim chặt vào ụ bê tông. Vụ tai nạn làm hai người trên xe khách bị thương. Nhận tin báo, đội tuần tra đảm bảo giao thông cứu hộ cứu nạn đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương kịp thời có mặt. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn,